Mình xin hướng dẫn hãng reset Acer B1, Acer Icona B1. Đầu tiên là mình tắt nguồn máy, khi máy đã tắt nguồn hẳn rồi thì mình sẽ ấn phím tăng âm lượng. Và cái phím nó có cái G lòi lên đây. Nhấn giữ phím này rồi nhấn giữ phím nguồn. Nhấn giữ hai phím. Rồi cho mình nhấn khoảng chừng 1 giây, nó sẽ lên được cái giao diện này. Rồi mình sẽ dùng cái phím volume lên xuống để mình di chuyển cái dấu mũi tên. Mình sẽ chọn là dòng Wire Data and Factory Reset. Rồi sau khi mình chọn dòng này, mình chỉ cần nhấn phím nguồn. Rồi vậy là đợi máy reset lại là xong.